Thưa quý vị, mở đầu với một bản tin Á Châu mà quý vị thấy là một bản tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật về vụ bắn nhau. và chúng ta sẽ chuyển sang một tin khác. Một bản tin đến từ Trung Quốc cho hay lần đầu phái tàu ngầm hạt nhân tuần tra chiến đấu. Một tàu ngầm loại 090 của Trung Quốc được trang bị phi đạn có khả năng bắn tới Hoa Kỳ có thể đã bắt đầu tuần tra chiến đấu, theo một nguồn tin từ Hồng Kông cho biết. Quân đội Giải phóng Nhân dân, một tờ báo nhà nước của Trung Quốc cho biết là ông Lưu Minh Lợi, ủy viên chính trị của hạm đội Nam Trung Hoa của Bắc Kinh, đã khen thưởng công trạng hạng nhất cho 41 thành viên của căn cứ Hải quân Vịnh Gia Loan trên đảo Hải Nam. Theo như tờ Minh Báo của Hồng Kông, thì lễ trao thưởng chứng tỏ Trung Quốc có phái tàu ngầm nguyên tử lớp Chin thực hiện thuộc tuần tiểu chiến đấu lần đầu tiên. Cơ quan tình báo của Quốc phòng Ngũ Giác Đài cho biết là hồi tháng 9 rằng Hải quân Trung Quốc có thể sẽ triển khai một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo là JL-2 nhưng không đưa ra ngoài cụ thể. Ông Larry Wozel, thành viên của Ủy ban Giám sát An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung do Quốc hội Mỹ thành lập nói với Bloomberg ngày 24 tháng 9 rằng khả năng duy trì tuần tra răng đe liên tục và là một cột mốc quan trọng đối với vũ khí hạt nhân. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ công bố khả năng này nhằm phô trương sức mạnh và uy tín của mình. Ủy ban Giám sát An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung cho biết phái tàu tuần tra là một bước tiến quan trọng đối với Trung Quốc. Các tên lửa JL-2 có tầm bắn 4.600 dặm và có thể bắn tới Alaska nếu như khai hỏa từ khu vực gần Nhật Bản, và tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ nếu như bắn từ vùng biển phía đông của Hawaii. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin 41 thành viên của căn cứ hải quân Vịnh Gia Long đã phóng thành công tên lửa JL-42 từ tàu ngầm loại 094 hồi tháng 11 năm 2013, đã được ghi nhận với giải thưởng đầu tiên. Ông Anthony Wong, Chủ tịch Hiệp hội Quân sự Quốc tế Macau cho biết, Trung Quốc đã bắt đầu phát triển các tàu ngầm loại 094 vào năm 1985 và lần đầu tuần tra vào năm 2005, nhưng Bắc Kinh đã vấp phải trì hoãn trong việc phóng thử tên lửa JL-2. Tàu ngầm của Trung Quốc sẽ cần phải đi qua các rạng san hô ở Biển Đông để không bị bị các máy bay trinh thám cũng như là tầm ngắn của hoa kỳ phát hiện